Xin thân ái kính chào quý vị khán giả của Việt TV Sáng hôm nay Bảo Ngọc xin gửi đến quý vị một bản tin rất nóng Đó chính là Triều Tiên vừa phóng một tên lửa đạn đạo qua Nhật Bản Và lần đầu tiên trong vòng 5 năm qua Khiến giới chức Nhật phải cảnh báo người dân tìm chỗ ẩn náu Và tạm dừng dịch vụ tàu điện ở miền Bắc Dạ vâng, kính thưa quý vị Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc và lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đều thông báo về vụ thử tên lửa được phóng từ bờ biển phía đông Triều Tiên. Chính phủ Nhật cảnh báo người dân tìm nơi trú ẩn khi tên lửa bay qua nước này trước khi rơi xuống Thái Bình Dương. Nhật Bản cho biết họ không dùng biện pháp phòng thủ nào để phá hủy tên lửa. Hàng loạt hành động của Triều Tiên bao gồm liên tiếp phóng tên lửa đạn đạo đe dọa hòa bình và an ninh của Nhật Bản của khu vực của cộng đồng quốc tế gây ra thách thức nghiêm trọng đối với toàn bộ cộng đồng quốc tế, trong đó có Nhật Bản. Phát ngôn viên chính phủ Nhật, Hirokazu Matsuno nói trong một cuộc họp báo khẩn. Phát biểu với báo chí ngay sau đó, thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nói hành động của Triều Tiên là không thể chấp nhận được, đồng thời cho biết chính phủ sẽ tiếp tục thu thập và phân tích thông tin Quân đội Hàn Quốc cho biết có vẻ một tên lửa đạn đạo tầm trung đã được phóng từ tỉnh Giang Gang của Triều Tiên. Triều Tiên dùng nơi này để thực hiện nhiều vụ thử gần đây, bao gồm nhiều tên lửa mà Bình Nhưỡng khẳng định là siêu thanh. Đây là vụ phóng tên lửa lần thứ 5 mà Bình Nhưỡng thực hiện chỉ trong 10 ngày qua. Trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc đang triển khai tập trận, tuần trước Mỹ, Nhật và Hàn Quốc triển khai tập trận chống tàu ngầm ba bên. Hàn Quốc cũng vừa có màn phô diễn vũ khí vào cuối tuần qua để kỷ niệm ngày thành lập các lực lượng vũ trang, trong đó có bệ phóng tên lửa, tên lửa đạn đạo, xe tăng chiến đấu, máy bay không người lái và tiêm kích F35. Giới quan sát cho rằng Triều Tiên đã hoàn thành chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân, các nghị sĩ Hàn Quốc tuần trước nói rằng vụ thử diễn ra trong khoảng thời gian trước bầu cử giữa Mỹ vào tháng 11. Dạ vâng thưa quý vị, cũng trong thời gian này thì người phát ngôn điện Kremlin tuyên bố nga không thể đàm phán về về hiệp ước hòa bình với nhật bản trong tình hình hiện nay khi vấn đề ukraine tác động tiêu cực đến quan hệ nga và nhật theo người phát ngôn điện Kremlin nhật bản đã trở thành một quốc gia không thân thiện với nga do đó trong điều kiện như vậy nga không thể đàm phán hiệp ước hòa bình với nhật bản động thái này của ông Peskov nhằm phản ứng trước tuyên bố của thủ tướng nhật bản Fumio Kishida ngày 3 tháng 10 tại kỳ họp bất thường của Quốc hội Nhật Bản. Tại diễn đàn này, Thủ tướng Kishida khẳng định Nhật Bản sẽ tiếp tục theo đuổi lộ trình giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ và ký hiệp ước hòa bình với Nga, bất chấp quan hệ song phương giữa hai bên khó khăn liên quan đến vấn đề Ukraine. Nga và Nhật Bản vẫn chưa ký hiệp ước hòa bình. Sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay, mặc dù hai bên đã rất nhiều lần đàm phán, Trở ngại chính dẫn đến việc này là hai bên vẫn chưa giải quyết xong vấn đề tranh chấp lãnh thổ quần đảo uh, Nam Kuril nơi Nhật Bản gọi là vùng lãnh thổ phương Bắc. Thời gian gần đây, quan hệ hai bên gia tăng căng thẳng với các động thái trừng phạt đáp trả lẫn nhau liên quan đến việc Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Các nhà phân tích cho rằng việc hiến pháp Nga có hiệu lực từ tháng 7 năm 2020 quy định cấm chuyển giao lãnh thổ cho bất kỳ nước nào và quan hệ hai bên căng thẳng liên quan cuộc xung đột Nga và Ukraine, triển vọng đàm phán giải quyết tranh chấp lãnh thổ, ký hiệp ước hòa bình, Nga-Nhật sẽ rất khó khăn, thưa quý vị. Ở một diễn biến khác, Mỹ và NATO muốn thảo luận với Nga về việc thiết lập một khu vực an ninh xung quanh nhà máy hạt nhân Zaporozhye. Dạ vâng, theo báo Nga, thì vào ngày 2 tháng 10, đầu tuần đầu tiên của tháng 10, một quan chức cấp cao nước ngoài sẽ đến thăm Nga. Một sự kiện không thường xuyên kể từ khi xung đột giữa Moscow và Kiev nổ ra. Cụ thể, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA sẽ đến thăm Moscow để thảo luận tình hình xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zapozhny ở Enegoda. Việc đảm bảo an ninh xung quanh cơ sở này dường như là điều duy nhất mà phương Tây hiện sẵn sàng đàm phán với Điện Kremlin. Một trong tuyên bố của IAEA đưa ra vào ngày 1 tháng 10, chuyến thăm của ông Grotsky tới Kiev và Moscow cũng liên quan tới việc giam giữ Glo Musayov, người đứng đầu nhà máy điện hạt nhân. Hiện nay có rất ít thông tin về vụ việc này. Người đứng đầu nhà máy điện hạt nhân Nga đã đề nghị IAEA giúp trả tự do cho Murasov, người được cho là bị quân đội Nga giam giữ hôm 30 tháng 9. Việc giam giữ bất kỳ thành viên nào của nhà máy điện hạt nhân là mối quan ngại nghiêm trọng. Cũng như vậy, tác động tâm lý và áp lực lên các nhân viên còn lại. Điều này có hại cho, uh, cho an toàn của hạt nhân, ông Grossi nói. Tuy nhiên, nhiệm vụ của Giám đốc IAEA sẽ rộng hơn và không chỉ giới hạn trong việc thảo luận về vấn đề Murasov. Thậm chí bên lề kỳ họp thứ 77 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, ông Grossi đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergei và Ngoại trưởng Ukraine. Chủ đề tạo vùng an ninh xung quanh Zaporizhia đã được thảo luận ở đó. IAEA dự định mở rộng sứ mệnh của mình tại Zaporizhia. Đây là cũng sẽ là một chủ đề thảo luận trong chuyến thăm của Grossi tới Moscow. Ông Kulabela cho biết Ukraine sẵn sàng cung cấp cho IAEA tất cả hỗ trợ có thể. Phái đoàn của IAEA đã đến nhà máy điện hạt nhân vào đầu tháng 9 và các cuộc đàm phán về chuyến thăm của tổ chức này với sự tham gia của nhà chức trách Nga, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ và Pháp đã diễn ra trong suốt mùa hè. Tóm lại, cuộc đàm phán về số phận của Zaporizhia cho dù kết quả là gì cũng sẽ gây được sự chú ý bởi nó thực tế. Thứ nhất, người đứng đầu một tổ chức quốc tế có thẩm quyền và ảnh hưởng sẽ đến thăm Moscow trong bối cảnh phương Tây và Nga tẩy chay ngoại giao với nhau. Thứ hai, không có một chủ đề nóng bỏng nào trong chương trình nghị sự thế giới hơn là an toàn hạt nhân trong bối cảnh các tuyên bố về nguy cơ xung đột hạt nhân với Nga được đưa ra hàng ngày ở phương Tây. Vì vậy, hôm 2 tháng 10 trong một cuộc phỏng vấn với hãng truyền hình NBC, Tổng Thư ký NATO, nói rằng không chỉ Mỹ mà cả NATO cũng duy trì liên lạc với Nga để về chủ đề này. Ông ta nêu rõ, chúng tôi đã nói rõ với Tổng thống Nga Putin rằng bất kỳ sử dụng vũ khí hạt nhân nào sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với Nga và tất nhiên sẽ làm thay đổi bản chất của cuộc xung đột. Theo phỏng vấn của Tổng thư ký NATO, NATO không muốn và không tìm cách biến tình hình ở Ukraine thành một cuộc đụng độ trực tiếp với Nga. Ông ta chỉ ra rằng việc hỗ trợ Kiev bằng vũ khí và các biện pháp trừng phạt không khiến NATO trở thành một bên trong cuộc xung đột, ít nhất theo quan điểm của NATO. Điều quan trọng nhất đối với NATO lúc này chính là ngăn chặn một cuộc xung đột hạt nhân dưới bất kỳ hình thức nào, cho dù đó là một cuộc tấn công tên lửa trực tiếp hay một vụ nổ tại một nhà máy điện hạt nhân, không thể có người chiến thắng trong một cuộc chiến tranh hạt nhân và nó không được xảy ra tổng thư ký nato cho biết dạ vâng kính thưa quý vị trên đây là một số thông tin mà bảo ngọc vừa cập nhật rất mong nhận được những bình luận của quý vị khán giả để bảo ngọc có thể làm tiếp những cái tin thời sự nóng gửi đến quý vị và xin chân thành cảm ơn quý vị xin chào quý khán giả của việt tv